Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với bạn một chú chó phốc màu đỏ rất là đẹp. Thì chú chó phốc này là của một bác bán nước ở khu vực đường 100. Đây các bạn nhìn thấy đường 100 đây. Đây là quán nước của chú. Thì đặc điểm nhà chú nuôi cũng rất là nhiều chó. Thì chú chó phốc này thì thấy chủ mua là 1.600.000 đồng. Thì mua ở trong miền Nam. Thì tóm lại là chó phốc này là một loại chó rất là tuyệt vời. Thì cái tai này của nó là chưa đến cái thời điểm nó dựng lên. Nó rất là hiền. Thì như các bạn biết là chó phốc thì khi mà nó trưởng thành thì nó khoảng 2 cân, hơn 2 cân một chút thì nó là chó đẹp và đặc chủng. Còn nếu nó to quá khoảng độ 3 cân trở lên hoặc là gần 3 cân là nó đã là lai tạo rồi. Đây đường gần chỗ xe chạy cho nên là tiếng nó hơi nhỏ chút. Thì các bạn nhìn thấy đây, cho nó ra bên ngoài một chút để quay, bạn có thể thấy rõ hơn, rất là quấn chủ. Đó, rất là quấn chủ, bạn nhìn thấy kẻ người lạ rất là quấn chủ. Giỏi lắm. Đó, các bạn thì thấy mới về nhưng đối với người lạ nó cũng rất là quấn, bởi hiện tại nó chưa phân biệt được đâu là chủ, đâu là khách. Thì đặc điểm nhà chú nuôi cũng rất là nhiều loại chó, ví dụ như con phốc này và một con chó nữa thì mình cho các bạn xem. Và một chú chó cũng rất là đặc biệt nữa, thì chú chó này có một cái đặc biệt là đó là nó chỉ ăn chay, giống như là những nhà tù hành không ăn thịt. Thì các bạn nhìn thức ăn của nó đây, cơm và mì tôm. Đặc biệt là vào buổi sáng khi thả ra nó rất thích là ăn những cái cỏ. Đó thì khi mà thấy buổi sáng ra thì thấy cô chú kể là nó rất là thích ra những cái chỗ cỏ kia để nó ăn. Và đó là một chú chó rất là tuyệt vời. Thì quay trở lại chú chó phốc. Thì như các bạn biết là loài phốc này cùng mình cũng đã từng nuôi rồi. Thì cái đặc tính của nó như sau. Thứ nhất là nó rất là năng động. Đây là một loài chó rất là năng động. Khi mà các bạn nuôi thì nó rất là theo chủ và rất là năng động. Khi mà các bạn đi đâu chạy theo đấy. Và nó ít khi nằm một chỗ. Chính vì vậy khi mà các bạn nuôi loài chó này thì các bạn hiểu tính cách của nó để các bạn có thể là quản lý nó. Khi mà nuôi ở gần đường, những cái chỗ mà xe chạy như thế này thì các bạn nên phải quản lý bằng xích. Còn nếu không, khi mà nó chạy ra ngoài thì sẽ rất là nguy hiểm cho những chú chó này. Đó. Và cái thứ hai là loài phốc này thì nó có một cái tính cách đó là nó cũng rất là gớm. Nếu mà không phải chủ, đôi khi là nó còn cắn, hoặc có những con nó còn cắn cả chủ nuôi. Tức là nó cắn không phải là nó cắn thật mà nó chỉ cắn đùa thôi. Nhưng nó cắn cũng rất là đau. Loài phốc này nó như vậy. Và cái tiếp theo đó là cái loài chó phốc này thì đây là phốc hươu. Các bạn biết phốc hươu thì đa số là người ta cắt cái đuôi. Thì các bạn thấy cắt cái đuôi của nó đây. Thì nó còn cái đuôi rất là ngắn, nhìn thế cho nó ngộ nghĩnh và nó rất là đẹp. Và khi mà các bạn có một cái đặc tính nữa ở cái loài phốc này, đó là nó ăn uống rất là đơn giản và nó ăn rất khỏe. Kể cả các bạn cho ăn cơm không, cơm chan nước canh không thì nó cũng ăn rất là khỏe. Đó. Còn
Với cái việc chú chó này cũng rất là quấn chủ, cho nên các bạn dùng có thể là huấn luyện rất là tốt, như là các cái môn như là cầm vật hoặc là ngồi xuống hoặc là đứng lên, nó cũng rất là nghe lời, rất là tuyệt vời. Ở cái loài phốc hươu này thì nó có một cái ưu điểm, đó là cái lông của nó rất là ngắn và mượt. Chính vì vậy khi mà các bạn nuôi loại chó phốc hươu này thì đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ tiết kiệm được cái thời gian tắm rửa cho nó rất là nhiều. Các bạn chỉ cần tắm rửa, tắm xong và các bạn chỉ cần dùng cái khăn lau là nó đã khô rồi, khăn khô lau đã khô rồi, chứ không phải sấy như những cái loài chó khác như là chó Nhật hoặc là bẹp dê hoặc là ví dụ Alaska hoặc một số những cái loài chó mà nó có lông dài khác. Do là cái đặc tính quấn chủ của nó, cho nên khi các bạn mua về cái những cái ngày đầu tiên, những cái buổi đầu tiên có thể là những đêm mà các bạn phải mất ngủ, bởi vì khi các bạn xa nó kêu rất là dữ, nó kêu đòi người rất là dữ. Chính vì vậy thì khi mà các bạn mua thì các bạn phải biết được đặc tính của loài này, các bạn có thể là những cái đêm đầu các bạn cũng có thể là cho nó tắm rửa sạch sẽ và các bạn cho ngủ cùng cái khu vực gần khu vực mình ngủ để nó sẽ không kêu và không làm các bạn mất giấc ngủ. Vì cái loài phốc hươu này nó chỉ đạt trọng lượng khoảng hơn 2 cân trở lên khi trưởng thành, cho nên là nhìn thế này thì nó rất là nhỏ, nhưng nó đã ăn cơm rất là tốt rồi. Chính vì vậy thì thầy như cái tuổi này thì các bạn cũng có thể là cho ăn cơm và tách tốt rồi, như thế này là nó khoảng một cân, hơn một cân chút rồi. Thì thực ra đây là có thể là do là chú mua được những cái chỗ nó rẻ, còn nếu không thì cái giống như này thì nó phải khoảng 1,8 triệu hoặc đến 2 triệu, hơn 2 triệu một chút. Đây mình cho ra ngoài để các bạn thấy cái thế đứng của nó rất là tuyệt vời. Đây các bạn thấy đây. Đây các bạn thấy đây. Mình chia sẻ với các bạn đó là một cái ưu điểm do dòng chó này, thì khi mà nó có cái bộ lông rất là mượt và rất là ngắn dạng lông chuột, thì khi mà không may nó bị ghẻ hoặc các cái dạng lấm ghẻ ở trên da thì các bạn điều trị rất là đơn giản. Các bạn chỉ dùng lá trầu không, các bạn tắm cho nó một vài lần là nó sẽ khỏi, bởi cái khi mà cái lông nó ngắn thì nó có thể nó ngấm vào lớp da ngay và nó sẽ rất là nhanh khỏi. Chính vì vậy thì đây cũng là một cái ưu điểm mà khi mà các bạn nuôi chó, cái loài chó phốc hươu này nó rất là tuyệt vời. Thứ hai là cái lông của nó ngắn, cho nên là nó không có cái mùi hôi như những cái chú chó lông dài. Và vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn một chú chó phốc hươu rất là tuyệt vời này. Thì hy vọng qua cái video ngắn ngủi này các bạn cũng biết cái tính cách của cái loài chó này, cũng như là một cái số cái ưu điểm khi mà các bạn nuôi loài chó này. Và mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành và ủng hộ kênh Yêu Vẹt and Pets. Thanks for watching and goodbye.